Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hiệp hội cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp hội cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác, vận hành, sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị liên quan đến việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh hiện có 43 nhà máy nước sạch, hiện thu hút được 29 hội viên. Hiệp hội cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên hoạt động theo điều lệ được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và các sở ngành có liên quan. Đại hội đã bầu 6 ủy viên ban chấp hành, ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên, làm Chủ tịch Hiệp hội Nước sạch Hưng Yên nhiệm kỳ 2019-2024.